Đây là chùa Dược Sư, thành phố Seattle. Đây là một bữa cơm của chùa ưu đãi cho công nhân viên, rất ngon. Đây thì các bạn nhìn thấy là đây là chè, sữa đậu nành, canh cải. Ai muốn ăn mặn thì mang thêm vô cá kho, củ qua. Phần cơm rồi, đây là những phần cơm của chùa. Đây là anh Huỳnh, anh Quỳnh. Đó. Đây là anh Phan, thợ chính. Rồi, chúc anh em mình khỏi. Ê. Đây, anh Bùi. Anh Bùi. Và đây là cô... Hi, anybody. Cô tiếp cơm. Everyone works so hard. Thank you very much. Cái này người của chùa đã đem cơm ra cho anh em của công nhân ăn. Khi nào mà các bạn cần đến làm circle thì xin liên lạc với số phone này hoặc là vô website www.circleblack.com hoặc là có số miễn phí 1-800-305-1045. Cái đẹp thang như này này. Thế nào? Thẳng lên trên đó. Gắt lên. Được không? Được, gắt cây. Cái gì? Làm sao? Gắt cây ngang lên. Đưa bán lên. Của ta nào của nó măng. Đây là quang cảnh của chùa Dược Sư. Công việc thì còn rất là ngổn ngang nhưng mà bị một cái tích kẻ stop working, tiếng Việt là đừng làm việc vào ngày chủ nhật vào quá giờ, không có gì hết. Giấy phép làm điện. Ở dưới này là để cho những người hưu dưỡng về để ở. Dưới này là có khoảng 15-20 phòng gì đó. Thì mỗi một cái phòng như vậy nó có một cái cầu tiêu bồn tắm đó. Thì một người sẽ ở đây. Ở đây có một người đang tiếp cơm. Có mé bên này ạ. Bên này có người thợ đang làm bên này. Họ ngoài đường đó, đường đó đi ra đằng sau đó. Đó, cái đường đó đi đó. Những cái phòng đang làm nó chưa xong rồi để cho những người. Đây là khung cảnh đằng sau.
Rồi, chào thầy. Đây là thầy Thích Đồng Trung và sư thúc không biết tên. Thầy là chủ trì chùa này. Thầy cho biết là cái chùa này mình tạo dựng từ bao lâu rồi thầy? Chùa này thì mình có bắt đầu từ năm 1996. Thì lúc đầu nó chỉ có một phần bên chùa hiện tại bây giờ đó. Thì phần bên đó thì nó chừng khoảng hơn nửa mẫu thôi. Rồi thì qua thời gian rồi cũng được cái sự thương tưởng của chư tín hữu sai dựng xa gần. Rồi thì mình mua thêm cứ một năm ít vậy đó. Thì hiện tại thì chùa này thì mình có khoảng 2 acre rộng. Và cái chùa này thì mình khởi đầu thì xin phép của City thì cũng từ năm 2007. Nhưng mà do vì cái trường hợp của mình là khá đặc biệt, thành ra cái giấy phép cho tới năm 2011. Gần 5 năm sau mình mới được phép xây dựng. Gần 5 năm sau mới được phép xây dựng. Thì cũng qua nhiều ngày tháng đó mà tìm kiếm, mà bây giờ gặp anh Long thì thầy mừng lắm. Cảm ơn thầy. Thì trong cái cơ duyên mà may mắn thì gặp nhau, thì con cũng có công ăn việc làm và cũng được giúp ích được chút ít cho thầy. Thì chưa hết đại diện cho công ty Thắt Cổ Lát cũng cảm ơn thầy đã tin tưởng công ty. Thì chúng con cũng thay mặt anh em công nhân viên là sẽ cố gắng làm hết sức để cho được mọi cái nó giống tốt đẹp cho thầy. Thì trong coi như là trong số mấy thầy trò mấy anh em cũng có nói chuyện, thì qua cái cách nói của anh rồi cách hướng dẫn thì thực ra nói chung là các mấy thầy trò mấy anh em cũng rất là yên lòng khi nó khác hẳn với những cái người khác. Tới đây thì một phần thì họ vì tiền, mà một phần thì họ nói quá đáng nên mình cũng ngán. Nhưng mà với anh thì cái công ty cũng như là Long Construction hay cũng rất là thật tình, cũng có ý, ngoài cái việc mà làm để mà có tiền sinh sống thì cũng nói lên được một cái thật lòng mà cũng muốn giúp cho các đồng hương của mình đấy. Thầy thành thật cảm ơn công ty của con. Cảm ơn thầy. Con đi quay vòng vòng để cái này con sẽ bỏ lên YouTube thầy. Biết ngôi chùa này là xây dựng tổng kinh phí vào khoảng 4.500.000 đô la, cho tới lúc hoàn thành như trên này là toàn bộ không có một cây cột nào hết, toàn bộ đây là bề xẻ ngang hết. Đây là cái chánh điện mà vẫn còn dang dở. Những cái cửa này là được nhập cảng từ nước ngoài về, có thể là Việt Nam và Trung Quốc. Thì gỗ ở đây rất là tốt, nhưng mà làm tại Mỹ. Ê!
Đây là một lớp APM, cái lớp này là lớp farmer, nó sẽ dính. Hoàn toàn bằng gỗ ép hết. Cơm thì cơm. Cơm bà con ơi, giờ ăn cái gì đây? Em không ăn chay, em ăn cơm cá kho. Cái gì đây? Bên kia hả? Wow. Đây sao? Dạ. Xuống là C2 phát phim. Ê, quay đây, quay đây. C2 phát phim đang quay. Ngoan quay con mà. Quay coi. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn.